Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng quay trở lại của mình. Lại thế nhỉ? Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái game Tam Quốc cái chuẩn bị ra mắt, mà cụ thể là ra mắt vào ngày mai, 10 giờ sáng ngày mai, ngày 26, thì 26 tháng 3, thì game đã chính thức ra mắt. Mai thì mình sẽ được vào trước để review cho anh em tựa game này nhá. Nào, nhận với mình tựa game này. Rồi, cứ vào chúng ta sẽ có hai hệ thống nhân vật main, giới tính nam và nữ thì cho anh em mọi người lựa chọn. Nữ nhìn chất chơi người rơi, lấy ngay thôi. Ok, tạo nhân vật. Hiện tại bây giờ thì game mới chỉ cho anh em tải tải về thôi, chứ còn muốn chơi được thì các bạn đợi vào 10 giờ sáng ngày mai, game khi mà game off chính thức open bản beta. Rõ là mai như là bản chính thức luôn hay sao ấy. Với mọi người có thể vào trải nghiệm. Uầy, ui ôi. Ui. Tàn bạo thế nhở? Rồi, tôi thấy cái cảnh tàn bạo như thế thì ồ. Ui kìa. Vậy dòng game mà dòng game gì lạ thế nhở? Hình như là cái kiểu game của nó là ui. Cứ để cho nó đánh đi, mình click hai cái là của mình lỗi rồi. Từ này là tự nhảy vào nó chém này, tôi nhấn giữ. Nó rất giống thể loại game 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 MMO, đó là chúng ta sẽ kiểu không phải MMO mà là cái dòng dòng ai dòng RPG. Đó, dòng game RPG nói chuẩn hơn nó sẽ kiểu PK như thế này. Nhưng mà điều khiển nhân vật sử dụng chiêu thức thì đúng rồi, nó không có điều khiển nhân vật sử dụng chiêu thức, nhưng mà nó lại kiểu cái kiểu giao thức PK nó gì á, giao thức PK bằng tay kiểu này nhìn giống IPG pha trộn MMO á. Hình như là dòng game này là dòng game thuộc loại AIPG thì phải, cái thể thức sử dụng chiêu thức như này quen lắm rồi. Ok, quả địch mạnh thể luôn. Các bạn nhấn lướt lủng các kiểu nữa cơ. Gọi được cả đồng minh nữa luôn. Văn Vũ này. Văn Vũ là tướng kim à? Vương Phi với Lưu Bị tướng đỏ, Văn Vũ tướng kim. Đánh với một mình Lữ Bố mà phải dùng nhiều tướng thực sự ạ. Vẫn đang còn đánh kìa. Uầy, tên nhân nào nhìn ngầu ấy, nhìn ra Yasuo vậy. Wow. Tướng game này nhìn lạ nhờ. Con game này dung lượng Tôn Thượng Hương lượng cũng khá vừa phải, 400 mê nhẹ. Ở nếu dòng game mobile thì như thế là nhẹ. Hoa Hùng còn tướng Quần Hùng, còn Tôn Tượng Hương thì là tướng hô. Nếu mà quay mà chỉ định tướng như thế này thì khả năng cao game mày không thuộc vào quốc gia nhiều lắm, tôi nghĩ vậy. Nào, vào phần thảo khoa. Ui, nhân vật nhìn thì mạnh MMO thế nhở, game đối kháng. Ừ thì tất nhiên là IP, dòng game IPG thì nó vẫn là game đối kháng thôi, nhưng mà nó đối kháng kiểu khác MMO các bạn. Đối kháng thường thường là màn cái kiểu màn hình của nó là màn hình dọc ấy, à màn hình ngang ấy, nhưng mà đánh theo chiều hướng đẩy này, chứ không phải là kiểu kiểu nó kiểu màn hình nó hơi mở giống kiểu MMO như thế này. IPG. À, kiểu như mình được điều khiển nhân vật của mình sử dụng chiêu thức luôn đấy. Đến đến là nó chung ở chỗ nào có kiểu địch là nó chém thôi, tự động đánh thôi, nhưng mà mình có thể giữ này để nó tích nộ thì phải đấy, tích nộ này. Click hai lần là nó lướt lướt thì chắc dùng để chạy hay là có thể là né chiêu, lướt ra xa phạm vi của chiêu thức, tướng có thể có chiêu thức diện rộng chẳng hạn, lướt qua. Tiền còn cái thể còn còn cái thể thức đi ải điểm của nó thì giống dòng game IPG rồi. Đạo di chuyển theo hướng nào là quyền của mình này đấy, chiêu thức chém thường hay là chém nộ cũng là quyền của mình này, đi nhanh này đấy. Kinh nhỉ, nhân vật nữ chứ không biết quả nhân vật nam thì nó sẽ thế nào ta. Ok,
Địch mạnh tôi vuốt chuột mà đang nó chém kiểu kiểu gì như hay hay này, không biết là cái này trong em dùng mobile thì sẽ vuốt kiểu gì nè. Vuốt chuột lên, ui thì nó có lướt kìa, vuốt chuột lên vuốt chuột xuống. Ồ lượt. Ui, ai ơi. Chóng mặt này. Chóng mặt này. Chóng mặt chưa? Chóng mặt này. Chóng mặt này. Quay đầu, quay đầu. Quay đầu. Để chém đã thật đấy. Trời ơi, hình như có một lần chỉ xuất được một lần nộ thôi à? À đây này, vẫn tích được nộ này. Thú vị phết nha, thú vị phết nha. Địch mạnh đánh này vui tay phết đấy. Nhưng mà quay tướng thì... quay tướng thì lúc mình dùng tướng như thế nào nhỉ? Vậy là nếu mà mình dùng tướng mình sẽ phải kiểu... tôi nghĩ là sẽ phải bấm con tướng đó ra xong rồi mình có thể điều khiển nó dùng nộ hay không ấy, các kiểu kiểu ấy. Thôi vậy thì địch mạnh một đội hình mà có khoảng đông đông tướng một tí thì mẹ bấm loạn hết cả tay đấy nhở, không biết kiểu ở lúc vào trận loạn ấy chọn con nào với con nào để mà dùng chiêu thức để mà nộ các kiểu. Con này đang con kia đang bị chém kìa, phải lôi chạy đi chỗ khác xong rồi đi mạnh, nhưng mà con này phải xuất nộ thời điểm hiện tại bây giờ. Ui, nghe đấy là mẹ thấy gì mẹ, đấy là thuận, đấy là dùng tay tiện hơn là dùng chuột rồi. Quậy quậy vượt thế nhở. Ui, vừa đi vừa chém ạ. Ui, đã mắt đi. Ừ, là tôi vừa đè chuột, tôi vừa di chuyển đấy. Địch mạnh nó vừa lướt, nó vừa chém các bạn. Đẳng cấp ra mà. Ui, loạn quá. Cái này mà bảo dùng nhiều con gọi tướng như này thì địch mạnh loạn lắm ấy nhở. Ơ không, con tướng ấy không điều khiển được cái sao ấy các bạn ạ. Tự đánh à? Để tôi thử gọi con tôn thượng hương xem. Có ở đâu nhỉ? Gọi con tôn ra kiểu gì nhỉ? Chưa đủ lối ra. Đấy đấy, gọi rồi này. Đấy. Đấy. Không điều khiển được nó mà, chỉ điều khiển được main thôi. À mình điều khiển sai, đúng rồi, tôi không thấy điều khiển được. À tiết mấy thằng lâu là đi cho nó đỡ cấu máu mình. À da. Ui quả chém nộ chết luôn. Mà HP tụt hơi nhiều. Tụt hơi nhiều HP. Ui tướng ấy đẹp thế nhở. Này lữ bố à. Đâu lữ bố lắm nhá. Nạp chiêu mộ thần tướng. Đây à, chỗ này chỗ chiêu mộ chúng ta nạp KNB ấy, thì chúng ta sẽ được nhận bố những cái tướng ấy. Báo danh nè. Dưới này chắc là Petal Pass ấy. Nạp tiền về nhận. Dưới quà nạp đầu ra đây. Đầu. Con chi ta. Tên à. Tướng nó độc khác này. Nhiều này. Tổng thống. Tào Phi. À ý là nạp đầu mình được chọn một trong cái đám này. Ý thế. Đó, một tí. Vâng. Không. Ngon thế nhở. Quả đầy có nhiều quà lắm này. Thần tài này. Thần tài này dùng như thế nào? À, địch mạnh. Thế thì... tỷ lệ ra KNB hoặc bạc toang lắm chơi được rồi. Nhiều quá hấp dẫn nhở, không biết chỗ quay tướng mà chị không nhở, hay là phải đợi liver mở ta. Đây có ta hoàn thành những đây kiểu nhiệm vụ hàng ngày ấy. Tướng và tâm báo nè, bảo ở chỗ chiêu mộ để mình xem cái giá. Giá để mà chiêu mộ x10 cái này. Hình như không đủ thẻ.
Mình không có cái thẻ nào cả. Tướng mộ ở đây chắc chắn nhận được một tướng đỏ và trang bị tím. Đấy, ở bên này nhận được tướng cam đỏ. Nào tướng cam đỏ ta, có mỗi một thẻ à? Mình có không có một cái thẻ nào. Trời ơi, à, tôi vẫn chưa mộ được cái sao. Đây là tỷ lệ quay tướng các bạn, tỷ lệ quay tướng, trang bị lam, trang bị tím, hồn tướng cam 4,7%, tướng cam là 10,58. À, xác suất ra có cả đồ, có cả tướng các bạn. Ngoài có những quả tỷ lệ đan thức tỉnh 2. Ui, có những cái thứ nó còn tỷ lệ thấp hơn cả một con tướng á, cái khủng khiếp. Đây chúng ta có một số bị tướng hiếm này. À, hạo đôn à. Ui, nhìn mẹ được thế à, triệu vân này. Ờ, tôi cần lắm một cái đồ giám, tôi cần lắm một cái đồ giám để xem hệ thống tướng ở trong game. Đây rồi, nhìn được rồi nhưng mà kiểu chưa sở hữu ấy, nên là nó không hiện hình màu ấy, phải hiện cả màu thì nhìn nó chất lắm ấy nhỉ. Chúng ta có tướng hoàng kim, tướng đỏ, tướng cam và tướng tím, bốn hệ thống tướng của một nước. Ở bên này tướng ngụy chúng ta sẽ có Tào Tháo và Tư Mã Ý này. À, đây đây đây, thấy được. Wow, nhìn định mạnh Tào Tháo màu nhé. Đây là duyên nè. Ồ, Tư Mã Ý xem nào. Ủa, trời ơi, nhìn tướng này, nhìn quả tướng này. Ồ, định mạnh kết nhất con Hạo Đôn ạ, thì mình tạo hình chất dã man. Wow, à đây Tương Liêu ạ, Quách Gia này. Đó, Tào Phi nè. Đó, cơ mình chỉ sâu tướng đỏ với tướng hoàng kim cho mọi người thôi nhá. Thân cơ nổ nang thế nhở, cục khi á, cục khi à. Điển Vi này, wow, lực điền dã man, vừa chủ mình ngầu dã man. Thương Cáp, em biết tiếng với Thương Cáp là Trương Hợp. Họ thục xem nào, Quan Vũ và Gia Cát Lượng à. Ủa, định mệnh Triệu Vân là tướng đỏ à. Ủa, quả Quan Vũ này. Hay Quan Vũ này, nhưng mà game này tôi thấy quả vẽ Thanh Long Yểm Nguyên Đao nhìn hơi lạ. Nào, Gia Cát Lượng đây. Ủa, Gia Cát Lượng, game này tạo hình Gia Cát Lượng nhìn thì như tả từ ấy, kiểu nó hơi kiểu thuật sĩ ấy, chứ ta không còn là mưu sĩ nữa rồi. Vân này, ủa, vẫn đầu đét. Lưu Bị, ủa, Hoàng Nguyệt Anh. Ôi, game này tướng nữ nhìn mạnh khó rời mắt thế. Hoàng Thống, Trương Phi nè. Trương Phi nhìn như hoàng cái của Đống Ngô ấy nhỉ. Ok, ui, ở hèn nào tôi thấy con Phục Hy quen quen à, nghe quen quen mà tôi không nhớ được nó là tướng nào của Tam Quốc ạ. Game này không phải là định mệnh chỉ có tướng Tam Quốc các bạn ạ. Phục Hy với Nữ Oa này là tướng thuộc thể loại loại phong thần rồi đúng không? Đấy. Trời ơi, hèn nào tôi thấy quen quen, tôi nghe chữ Phục Hy tôi cứ quen quen mà tôi không nghĩ ra được. Hoàng Trung, hoặc Vương Duy nè, Phục Hy, Nữ Oa, bên kia Viêm Đế à. Ừ, bên này có con gọi là Viêm Đế các bạn. Hoài, Tôn Sách, Chu Du, tướng Hoàng Kim thì game này thuộc về tôi rồi. Idol Tôn Sách tên Hoàng Kim thì còn gì để bàn nữa. Ôi, định mệnh tạo hình Chu Du của không, tạo hình của một số những cái vị tướng ở trong game này tạo hình nó kiểu ma quỷ hơn nhiều ấy. Chu Du tôi chưa thấy tạo hình game nào như thế này cả, hơi lạ. Tam Linh này, Quyền nè, Tiểu Kiều nè. Ủa, y tá Tiểu Kiều. Đại Kiều này, Thái Sử Từ, Quạch Quạch, Hoàng Cái. Đấy, tôi bảo con Tương Phi bên kia giống con Hoàng Cái mà. Dạ, Lữ Mông các bạn. Không, rồi xem quần hùng đi. Lữ Bố và Tả Từ. Tả Từ tạo hình lạ thế. Ừ, nhưng mà mấy cái lá bùa đúng rồi đấy. Bộ đây, Quạch. Game này tạo tướng nhìn nó lạ thế nhở, thì mình tôi không quen thực sự luôn á. Người tôi chơi game Tam Quốc rất nhiều ạ. Ui, nhìn quả điêu xuồng này, Hoa Đà. Ui, lần đầu tiên tôi thấy Hoa Đà có tạo hình trẻ này đấy. Bình thường tôi chơi các game Hoa Đà tạo hình rất là già, chắc béo, Cú Cát. Ôi, Đát Kỷ anh em ạ. Ừ, đúng kiểu phong thần luôn, Đát Kỷ luôn ạ.
Linh thiệu này à. Hoa hùng thì lúc ấy tôi sở hữu rồi nên tôi có ở trong này, nó hiện màu luôn, khỏi bấm. Và giả hủ là vị tướng cuối cùng, đó là hệ thống tướng ở trong tựa game này cho mọi người. Wow. Sau cái giáo thức PK thì có lẽ là mọi người cũng đã thấy rất là rõ rồi. Đấy, tựa game này thì ngày mai sẽ chính thức mở tải và trải nghiệm cho mọi người vào lúc 10 giờ. Đó. Thì link tải game mình sẽ để sẵn cho mọi người dưới phần mô tả video, cả link Android lẫn link iOS ấy. Mọi người có thể xuống đấy để có thể tải trước giúp mình. Đấy, group và fanpage cũng như vậy, mình cũng để toàn bộ link group và fanpage ở dưới phần mô tả video cho mọi người, để mọi người có thể tham gia, có thể lấy một số những cái phần quà của game hoặc là bất kỳ cái gì đó mọi người muốn, thông tin gì về game thì đều ở trong đấy hết. Đấy, và tất nhiên là một tựa game này thì sẽ có rất nhiều những cái hoạt động thú vị ở trong game, mà mình nghĩ là cái đấy để anh em trải nghiệm nó sẽ ok hơn. Rồi, ngoài ra thì nếu như anh em đang dùng PC hay laptop giống như kiểu mình đang dùng PC này, mà các bạn muốn tìm một cái giả lập để có thể chơi được những tựa game mobile như này, thì anh em có thể sử dụng cái giả lập mà mình đang dùng, chính là LD Player. Link tải giả lập mình cũng để dưới phần mô tả video cho mọi người. Giả lập này khá là nhẹ và nó phù hợp với tất cả các thiết bị. Anh em có thể chơi mượt mà các game trên giả lập này, bởi vì nó cực nhẹ luôn nhá. Rồi ok, video này mình sẽ phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and